Trước vấn nạn hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp, mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ đồng chủ trì cuộc họp thống nhất cách thức làm việc, chia sẻ thông tin cũng như công tác phối hợp để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống gian lận thương mại này. Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ông Trần Hữu Linh cho biết, hàng giả, hàng nhái đã trở thành vấn nạn đang diễn ra ngày càng tinh vi ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trong kế hoạch hành động của mình, Tổng cục Quản lý thị trường đã xác định năm 2020 là năm lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung vào công tác đấu tranh phòng ngừa, kiểm tra, xử lý vi phạm tại các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và coi đây là mục tiêu quan trọng hàng đầu. Để thực hiện tốt công tác này rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành liên quan, đặc biệt là các đơn vị thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Ghi nhận những ý kiến của Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh khẳng định, Bộ Khoa học Công nghệ sẽ sát cánh cùng với Bộ Công Thương nói chung cũng như lực lượng quản lý thị trường nói riêng trong việc hỗ trợ tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho lực lượng quản lý thị trường. Bên cạnh đó, Bộ sẽ chủ động phối hợp về trao đổi thông tin chuyên môn, nghiệp vụ để tổ chức triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, tránh chồng chéo hay bỏ sót trong quản lý, tiết kiệm kinh phí kiểm nghiệm, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là đối với lĩnh vực xăng dầu. Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao ý kiến đóng góp và chia sẻ từ Bộ Khoa học Công nghệ, đồng thời khẳng định sau cuộc họp này, Bộ Công Thương sẽ lên chương trình kế hoạch hành động chi tiết nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ để mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình thực thi. Trong đó, chương trình hành động sẽ đề cập đến tiến độ thực hiện công việc, phân công đầu mối nhiệm vụ, xác định rõ nhiệm vụ, năng lực của mỗi bên để giải quyết triệt để các tồn tại. Tại cuộc họp, hai bộ thống nhất sẽ tiếp tục cùng nhau bàn bạc, xây dựng quy chế phối hợp giữa hai bộ để quản lý hiệu quả các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ được hình thành trong quá trình sản xuất, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin giữa hai bên về việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công thương. Hai bộ trưởng cùng quan điểm việc chống hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ là công việc lâu dài, không chỉ cả hệ thống chính trị vào cuộc mà còn phụ thuộc vào ý thức của từng chủ thể trong xã hội.